Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ ngày 10 tháng 4, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị chính thức dừng sử dụng xe 3 bánh chạy bằng động cơ điện trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải. Mặc dù có những khó khăn trong công tác thu gom và vận chuyển rác thải, tuy nhiên theo ghi nhận, việc dừng sử dụng phương tiện này là cần thiết để đảm bảo các yêu cầu an toàn theo quy định. Chị Trương Thị Lan Anh có nhiệm vụ thu gom rác thải tại khu vực phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Mọi ngày, nếu như sử dụng phương tiện xe điện, chị có thể hoàn thành công việc trước 18 giờ. Thì nay khi quay trở lại dùng xe đẩy, công việc của chị không những nặng nhọc hơn mà thời gian hoàn thành cũng trễ hơn 2 giờ so với trước. Chưa hiệu quả thu gom nó giảm đi rất là nhiều, tại vì xe gom nó chỉ làm được một phần của cái xe điện thôi. Tại vì rất là ít, bọn em không thể nào chạy kịp được cái xe điện nó có thể hỗ trợ bọn em đẩy rác đi được ý. Còn cái xe gom này bọn em đẩy đi rất là mất thời gian. Trong vòng khoảng một tiếng bọn em chỉ thu được khoảng chưa đến một cây số. Mà trong khi xe điện này bọn em một tiếng bọn em đã chạy được hết cả một tuyến đường rồi. Theo Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh, sau 5 năm triển khai thí điểm vận chuyển, thu gom rác thải bằng xe 3 bánh động cơ điện. Đến nay, các xe này qua kiểm tra đánh giá đều không đủ điều kiện để tiếp tục lưu thông. Việc dừng sử dụng các xe này là để đảm bảo an toàn trong lưu thông cũng như quy trình vận hành xe điện. Tuy nhiên, việc quay về sử dụng xe đẩy bằng tay khiến cho công việc của các công nhân vốn đã vất vả nay còn nặng nhọc hơn. Nếu mà như chúng tôi mà chạy xe này thì chúng tôi sẽ làm được nhanh hơn và sẽ làm được nhiều rác hơn. Nếu mà làm bằng xe đẩy truyền thống thì chúng tôi sẽ vất vả hơn, đẩy rất nhiều mà rác hôi. Chúng tôi sẽ phải hít thở hàng ngày, rất độc hại. Để giải quyết bài toán trong vận chuyển thu gom rác thải, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh hiện đang đặt hàng lắp ráp hơn 200 chiếc xe điện 3 bánh loại mới, đạt các tiêu chuẩn chất lượng, được cấp phép lưu thông. Đồng thời đơn vị sẽ mở các lớp tập huấn điều khiển xe điện cho công nhân, đảm bảo các điều kiện khi tham gia giao thông. Thì đối với công ty thì cũng đã và sắp đang triển khai cái thực hiện theo cái phương án thu gom rác mới, sử dụng bằng cái hình thức là cơ giới hóa cái hình thức thu gom. Thế thì để có cái thời gian mà dừng được cái xe điện thì chúng tôi cũng phải có cái thời gian để đầu tư thêm các phương tiện thiết bị, ví dụ như là ô tô cuốn ép rác cỡ nhỏ và xe thu gom rác nhỏ để phục vụ cho đảm bảo cho công tác thu gom và chở rác trên địa bàn. Bên cạnh việc đầu tư trang thiết bị để hiện đại hóa việc thu gom rác thải, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị tỉnh cũng kiến nghị được bố trí thêm quỹ đất để làm các điểm tập kết rác thải tạm thời, đảm bảo cho việc thu gom được thuận lợi khi khối lượng rác thải cần được thu gom xử lý ngày càng tăng.